Rồi, ở video trước thì thầy đã nói cho em một cái quy tắc để sắp xếp tên và thuật toán để sắp xếp họ và tên. Rồi, đây là cái chương trình mà thầy sẽ viết để thầy lấy ra và xếp theo thứ tự tăng dần của nó. Và cái file của thầy sẽ lấy cái file này, và cái quy tắc của ta đã nói rồi. Bây giờ là thầy sẽ khai báo một cái chương trình là xuất tên thôi chứ không có ghi tên. Xuất tên ra rồi chấm phẩy một cái. Cái chương trình thầy xuất tên và thầy có cái variable, nhưng mà trước khi variable thầy sẽ begin và thầy sẽ end. End này thì phải là end chấm chứ không có end chấm phẩy được. Rồi đầu tiên thầy sẽ làm tất cả thầy sẽ đưa về một cái function procedure. Ở đây thầy sẽ procedure của thầy là lấy file, lấy dữ liệu của file ra, lấy file chấm phẩy một cái. Thầy sẽ không khai báo gì cả, tại vì cái hàm lấy dữ liệu trong file ra thì thầy sẽ lấy đây ra. Thì cái file cứ mỗi 3 dòng thì thầy sẽ lưu tên là dòng đầu, dòng thứ hai là lớp, dòng thứ ba là tuổi, dòng thứ ba là lớp vào một trong cái biến gọi là cái variable. Rồi như vậy thầy sẽ khai báo variable. Trước khi variable thầy phải use trước cái đã, tại vì mình đã nói rồi, mình sẽ sử dụng cái sysUtils use có s ha. Mình lấy gì đây? Sys nè, u nè, tin nè, sysUtils. Ok ha, sysUtils. Rồi sử dụng cái đó để mình lấy cái hàm repairText ra. Bây giờ trước khi sử dụng này thầy sẽ khai báo cái type, cái thể loại của thầy. Cái thể loại của thầy là học sinh, hay là cách khác là thầy có thể khai báo là HS đi để cho nó dễ. HS thôi, viết học sinh đi, viết học sinh đại đi. Bằng cái thể loại thì mình sẽ khai báo nó là bằng học sinh bằng record. Bằng record, và record sẽ kết thúc ở end chấm phẩy nha. Rồi cái record này thầy sẽ là tên, họ tên tới tuổi rồi tới lớp. Tên của thầy lớp thì thầy thôi cho hai này là string hết đi nha. Tên và lớp thì cho string hết đi, khỏi giới hạn vị trí của nó luôn. String 255 đi cho nó tối đa luôn đi. Rồi tuổi thì là integer, 2 chấm integer chấm phẩy. Rồi ok, vậy đi, vậy cho nó dễ ha. Rồi nó cái record, tên, lớp và tuổi. Rồi ok, giống như cái chương trình mà mình viết ở tập trước thôi. Bây giờ mình sẽ khai báo cái tên gọi là danh sách học sinh. Thì 2 chấm là record, là học sinh. Danh sách học sinh chính là cái học sinh này, là cái thể loại học sinh này, và chấm phẩy một cái. Ở đây thầy sẽ cho là array of học sinh. Thầy sẽ cho nó là array of học sinh. Này là chúng ta sẽ là tập mấy đây ta? Tập 20, 29. Tập 29. Tập 29 là sắp xếp tên. Rồi thầy sẽ lưu cái file lại. Tại vì khi mà thầy viết thầy luôn luôn là bấm Ctrl S hết, tức là viết xong một cái gì đó để suy nghĩ thì Ctrl S để loại trừ trường hợp nó bị hư. Thì nó vẫn còn cái file, sau này mình mở ra nó vẫn còn cái file đó, mình có thể viết tiếp. Rồi danh sách học sinh đó là array of học sinh. Tại sao thầy lại cần một cái array of học sinh như thế này? Tại vì thầy sẽ lấy cái dữ liệu ở trong cái file, thầy sẽ lấy dữ liệu trong cái file ra. Vì thế cho nên thầy cần cái danh sách học sinh này để thầy lưu tất cả các tên của học sinh ở trong cái file đó. Thì bởi vậy vì thầy lấy cái file ra, file danh sách, hay chấm thể loại của nó là text. Rồi lấy file này, text tức là một cái đoạn có dấu xuống hàng, không xuống hàng gì đó, có rất là nhiều đó. Thì nó là cái text chứ không phải nó là cái file ha, cái file nó khác nữa. Rồi cái text. Rồi như vậy là cái procedure của thầy sẽ begin và thầy end cho cái procedure này. Rồi trong cái procedure này thầy có danh sách file ha, file danh sách thì thầy sẽ file danh sách thì thầy sẽ đầu tiên á, thầy sẽ assign vào cái file này. Thầy sẽ khai báo biến variable assign. Thôi khỏi đi, assign cái file danh sách này. Assign file danh sách này là e2.siệt kế bên cái dấu dấu bằng nữa, ha. e2.siệt danh sách học sinh.tt, danh sách học sinh.txt, thầy assign nó. Rồi sau đó đó thầy sẽ reset nó, reset file danh sách. Trời ơi, chắc thầy ghi từ F, đừng cho mình dễ làm ha. Mình ghi từ F thôi, chứ hồi viết đi viết lại hoài mệt. F là file danh sách ha. Rồi file danh sách, assign vào cái file danh sách là cái file này. Thì lúc này mấy em sẽ thấy là tất cả những cái text á, những cái chữ ở trong file danh sách sẽ lưu vào cái từ F này. Mình reset nó, đặng mình mở nó ra. Sau đó mình sẽ repeat, until end of file của F, chấm phẩy của F, chấm phẩy nè. Cái này là until ha, chứ không phải là until. Until đó, mình sẽ repeat cái đoạn này. Thì mấy em biết cứ 3 dòng, cứ 3 hàng là một cái, cứ 3 hàng một cái thì thầy sẽ readline nó. Thầy sẽ readline tức là đọc cái đó, đọc cái hàng đầu tiên. Đầu tiên là nó ở hàng đầu tiên, thầy đọc hàng đó. Vậy thầy làm gì? Thầy đọc cái hàng đầu tiên và thầy sẽ lưu nó vào cái danh sách học sinh thứ Y. Danh sách học sinh, tại vì danh sách học sinh thầy khai báo là một cái dynamic array. Vì thế cho nên thầy sẽ khai báo cái thứ tự 2 chấm bằng 0, thứ tự bằng 0. Và thầy sẽ danh sách học sinh trước. Thầy repeat như thế này á, thì thầy sẽ phải là set length cho nó. Trước khi thầy lưu nó thì thầy phải set length, set length cho cái danh sách học sinh của thầy á, là array nè. Set length cho nó là cái thứ tự cộng thêm 1 chấm phẩy. Ban đầu thầy cho thứ tự là 0, sau đó gặp nó LNG, thầy set length cho cái thằng danh sách học sinh này là thứ tự cộng thêm 1, tức là thêm một ô trống vào. Thầy sẽ readline, thầy sẽ viết read cái hàng đầu tiên và thầy lưu vào cái thứ tự danh sách học sinh thứ tự chấm tên, lớp và tuổi chấm tên. Rồi sau đó đó cái hàng thứ hai á, thầy sẽ lưu vào tuổi, và hàng thứ ba thầy sẽ lưu vào lớp. Tức là xong một học sinh rồi, đúng không? Xong học sinh thì nó tới học sinh thứ hai, và nó tới khi nào? Tới hết cái file thì nó dừng. Hiểu không? Lấy cái file là như vậy. Sau khi lấy xong dữ liệu á, thì thầy close cái file F này và thầy chấm phẩy là xong. Được ha, là xong. Begin end. Rồi thì để chạy á, thì thầy cứ việc là gọi cái hàm lấy file chấm phẩy cái thôi, thì nó chạy. Thì đây á, thầy sẽ write line cho mấy em coi. Read line rồi đúng không? Read line rồi. Thì để cho nó ấy á, thì thầy sẽ write line cho mấy em coi đặng cho nó có hiển thị gì. Còn không á, thì chạy thử để chi, để coi code nó có bị lỗi không. Được không? Thầy mới lưu nó vào đây thì thầy sẽ xuất nó ra thôi. Rồi thầy chạy thử. Tuổi thằng tuổi tự nhiên có chữ L ở đây là bậy ha. Chạy thử. Rồi cái thứ tự chấm bằng 0, lý do là lỗi là mình chưa khai báo variable thứ tự 2 chấm là integer chấm phẩy nha. Rồi tiếp tục là set length. Ủa cái length này thì viết có sai người ta, sao chính tả của thầy nó bị sầm quần quá ta. Thì nhìn vô từ này thấy kỳ kỳ. LNG set length. Rồi thầy gà quá rồi. Pascal để coi nó g tờ hờ chứ không phải g hờ tờ á, g tờ hờ. Set length này chạy đi. Rồi ok, nó chạy được rồi ha. Rồi em thấy là khi thầy tắt á, nó báo cái lỗi là tại vì file đang mở. Rồi thầy readline thằng này thì lưu vào cái danh sách học sinh thứ tự chấm tên. Mà thầy lấy file này chắc là phải mở ngoặc đóng ngoặc để gì? Để mình chạy cái chương trình lấy file, chứ mình ấy vậy ra không nó không ấy. Giờ mình chạy lại để coi nó có xuất ra không ha. Kỳ vậy ta. Reboot cho đến khi end up file. Right line để coi nó có bị lỗi không, hay là thầy có làm gì sai không. Right line cái này ra thử coi. Coi nó có chạy hết cái chương trình này và nó xuất ra từ right line này hay không. À vậy là nó chạy tới khúc nào đó mà nó dừng đây. Nó chạy tới khúc nào đó và nó không có chạy cái này. À, chắc chắn là trước cái reboot này là chạy rồi. Chắc chắn trước cái reboot này là chạy, không có cửa nào mà không chạy hết. À, nếu mà nó xuất ra được cái D này thì chắc chắn cái hàm lấy file này đã tồn tại. À, xuất ra chữ D nè, tức là nó chạy tới đây rồi, nhưng mà hình như là nó reboot cho đến khi nào cái gì ta? Cho đến khi nào mà thầy quên readline cái F nè và lưu vào nè readline. Mình phải readline cái file F và mình lưu vào cái tên này nó mới đúng. Tại vì cái file thầy cũng mới học thôi chứ thầy không có biết. Thầy lập trình trên web thầy đâu có quyền truy cập vào file của người dùng ở trên máy tính đâu. Nó xuất ra đó, nó xuất ra đó. Rồi tặng này đi, sáu này đi. Nó chạy ngon lành ha, mấy em thấy là nó vẫn lưu được vào danh sách học sinh chấm tên. Đó, Trần Quốc Hoài. À như vậy là hồi nãy thầy readline á mấy em. Thầy readline đang chờ thầy nhập, thầy không có ép này là đang chờ thầy nhập á. Rồi ok, như vậy là chạy được ha. Chạy được rồi. Tức là mình đã lấy file là sao? Lấy file là mình đã làm gì? Mình đã lưu nó vào cái danh sách học sinh, và danh sách học sinh là cái biến của cái chương trình này. Rồi sau khi có hết tất cả danh sách học sinh rồi, thầy sẽ làm cái điều á, là thầy sẽ làm một cái hàm, một cái function. Như thầy nói á, là anh ta sẽ có một cái function để mình làm cái gì? Revert. Function của chúng ta là đổi đổi vị trí tên, đổi vị trí tên. Tức là sao? Là cái hàm này á, nó sẽ đưa vào cái biến là tên hai chấm là string, và trả về giá trị á, là string. Lý do gì? Tên là sao? Đổi vị trí của tên. Tức là như thầy đã nói ở cái video trước á, là tại vì cái hàm compareText so sánh cái text của chúng ta á, là nó so sánh từ đây qua đây. Vì thế cho nên á, thầy muốn á, là chúng ta sẽ phải so sánh cái này nè, so sánh cái này nè. Được không? So sánh cái này. Tức là chúng ta sẽ so sánh từng cái cụm Hoài, rồi so sánh Quốc, rồi so sánh Trần. Vì thế cho nên á, thầy đổi vị trí, tức là thầy đưa từ Hoài lên trước, rồi Quốc ra, rồi Trần ra. Tức là thầy sẽ phải tách từng cái dấu này ra, và thầy làm gì? Tách từng cái chỗ này ra. Của cái string tên này thầy tách từng cái dấu phẩy này ra. Từng cái dấu phẩy ra, và thầy đổi cái vị trí lại thành Hoài, Quốc, Trần. Và ở đây á, chắc chắn là thầy sẽ lưu thêm một cái biến á, là tên đảo ngược. Tức là sao? Là mình read xong cái file này á, thầy xóa cái hàm readline đi. Mình viết, mình đọc cái danh sách học sinh tên rồi thì mình sẽ lưu vào. Mình đọc lấy cái tên ra rồi ha, mình readline lấy tên rồi thì mình sẽ set cái danh sách này nè. Mình sẽ set là danh sách học sinh, cái thứ tự và cái tên đảo ngược này. Tên đảo ngược để mình làm gì? Tên đảo ngược để mình so sánh coi thằng nào đứng trước, thằng nào đứng sau. Tên đảo ngược này hai chấm bằng ha, hai chấm bằng cái đổi vị trí tên, bằng cái đổi vị trí tên của cái danh sách học sinh này. Đổi vị trí tên của cái danh sách học sinh, của cái tên đó, danh sách học sinh theo thứ tự của cái tên đó. Hiểu không? Hiểu đúng không? Rồi như vậy á, là khi mà thầy sort á, thầy sắp xếp á, để thầy xuất ra á, thì cái tên đảo ngược này nó sẽ là cái mà thầy phải so sánh. Thầy sẽ lướt qua, thầy sẽ for y bằng 1, y bằng 0, y bằng 0 to cái len của danh sách học sinh trừ 1 á, và thầy sắp xếp lại cái vị trí của nó nha. Thầy sắp xếp lại vị trí nó. Rồi bây giờ đổi vị trí tên á, là mình sẽ thả biến tên vào và mình sẽ xuất ra string. để coi thử coi trong Pascal nó có split hay không. Splitting to array, tức là mình sẽ tách cái dấu tách cái string đó sang một cái array. Split a string. Ở đây á, nó có là strict delimiter, procedure split text, constant là a delimiter string và a list chấm line break là a delimiter. Split string hả? Chúng ta cần phải có những cái hàm này trong system unti có split string, tại vì cái ngôn ngữ Delphi này á nó rất là giống cái ngôn ngữ Pascal ha. Rồi ở đây thầy sẽ vào đây, vào cái system unti này, thầy coi có split hay không trong string nè, có split hay không. Chà, không có split rồi. SFLI không có ha, không có. Rồi trong suốt system unti của cái thằng ấy không có. Rồi coi thử cái hàm này thử coi, tại vì tất cả đều có cái hàm sẵn hết rồi. Thằng nào cũng có hàm sẵn hết. Còn không thì mình tự viết. Nói chung á là nó không có hàm sẵn thì mình tự viết. Thầy cố gắng tìm thử. Bởi vậy mới lên mạng search thử hàm, thì mình cứ nghĩ là có thì mình đi kiếm thôi. Ở đây thì nó viết sẵn cho mình mấy cái hàm nè. Tìm những cái vị trí của nó rồi đưa nó lên trước và dấu cách. Rồi thầy đang nghĩ ra một cái hàm, cái hàm của thầy sẽ là đi tìm cái dấu này cuối cùng, tìm vị trí của dấu này nè, cái dấu cách cuối cùng, rồi từ vị trí đó trở về sau thầy sẽ cut nó đi. Và thầy sẽ làm gì? Thầy rinh cái trừ đó lên đằng trước, và thầy cộng với thằng này, cái thằng còn lại được không? Thầy cộng với thằng còn lại, tức là từ ngoài này đã được đưa lên trước. Rồi sau đó đó thầy sẽ làm cái hàm này cho đến khi nào? Cho đến khi nào mà không còn cái dấu phẩy này ở đằng sau nó nữa, không còn dấu phẩy này ở trong cái chuỗi này nữa. Cho đến khi nào không còn dấu phẩy trong cái chuỗi này nữa. Rồi thầy đã nghĩ ra cái hàm đó rồi. Bây giờ thầy sẽ viết cái hàm đó ha. Thì thầy tìm thì không có rồi. Bây giờ thầy sẽ làm một cái hàm function đổi vị trí tên. Đổi vị trí tên thì đầu tiên á mình sẽ begin và mình end. Rồi mình sẽ if nè, if cái position thầy mở ngoặc cho mấy em coi cái position của cái đổi vị trí tên đó, tức là của cái dấu cách đó, ở trong cái chuỗi á, ở trong cái string á, là ở trong cái tên này. Nếu mà cái dấu cách ở trong cái tên này nó bé hơn không, tức là sao? Cái position của cái dấu cách ở trong tên bé hơn không, tức là hết rồi. Hết rồi thì đổi vị trí tên nó sẽ 2 chấm bằng tên chấm phẩy, nó sẽ trả về giá trị của thằng tên đó. Thầy đang làm một cái đệ quy á, đệ quy là gọi lại cái hàm vị trí tên này, eo thầy làm đó. Còn không á thì thầy sẽ để begin end đâu cũng được ha. Còn không á, thì thầy sẽ tìm cái giá trị cuối cùng và thầy đổi cái vị trí của nó lên trước. Không phải. Nếu mà làm cái này thì cho đến khi nào không còn dấu cách nữa hả? Cũng hơi cực đó mấy em. Tại vì mình phải để dấu cách, mình đưa thằng Hoài lên thằng trước nè. Thì mình phải xóa dấu cách ở dưới và sau mình phải thêm một cái dấu cách gì ở trước, tức là Hoài rồi cách cái rồi Trần Quốc, rồi mình phải đổi hai này lại. Như vậy là chúng ta sẽ đếm có bao nhiêu cái dấu phẩy ở trong này. Chắc thầy đi theo con đường khác quá ha, thầy chạy theo con đường khác quá ha. Một cái con đường khác là thầy sẽ tìm cái vị trí đầu tiên của dấu cách này, rồi sau đó thầy tách ra, tách 4 cái vị trí đầu, thầy sẽ lui vào một biến, rồi sau đó thầy đi tìm cái dấu này nữa, cho đến khi nào hết luôn. Tức là mỗi chữ thầy sẽ lưu vào, mỗi chữ này nè thầy sẽ lưu vào một chỗ nào đó ở trong cái array, được không? Chắc được ha, chắc khả năng là được á. Rồi bây giờ mình sẽ làm thử. Mình sẽ do until nó bằng 0. Rồi ở đây thầy nghĩ là thầy sẽ while trong khi, hay là repeat until đi, lặp lại cái đoạn code này cho đến khi nào mà cái position của cái thằng tên này, cái position của cái dấu cách ở trong cái thằng tên này nó bằng 0, tức là nó không còn nữa, repeat cái này rồi, được không? Repeat khi mà cái position ở trong thằng tên này bằng 0. Để tránh cái việc lặp lại cái này á, trong đoạn code này á, thì thầy sẽ phải làm position của nó, thì thầy sẽ delete. Trong Pascal có cái hàm delete string. Delete string có cái hàm gọi là hàm delete, từ vị trí nào đến vị trí nào ha. Nhưng mà thầy muốn trong string á, trong string nè mình lấy cái hàm delete nè, hàm delete đó là delete trong string từ vị trí này đến vị trí này, và nó trả về giá trị là string, index là nhiêu và count là nhiêu ký tự. Rồi mình sẽ đi cái này. Đầu tiên á, trước khi delete đó là mình sẽ phải copy, mình sẽ copy cái s này từ cái vị trí đầu tới cái vị trí mà mình phát hiện ra cái dấu cách này. Rồi đầu tiên á, là thầy sẽ cho là vị trí 2 chấm bằng cái này đi, tại vì cái này thầy sẽ lặp lại 2-3 lần, cho nên thầy sẽ lưu nó vào một biến để nó tính một lần thôi. Và dưới này á, làm cho đến khi nào mà vị trí bằng 0, làm cái đoạn này nè cho đến khi nào vị trí bằng 0. Nó cái vị trí phải để trong repeat, chứ để ngoài thì nó không được. Vị trí thì 2 chấm bằng position của phẩy, của dấu cách ở trong cái tên này. Sau đó là thầy sẽ nói là thầy sẽ copy, thầy sẽ số 1, tên 1 2 chấm bằng tên 1, tức là đó thầy sẽ copy từ cái thằng tên này, từ cái thằng tên 1 này nha. Không, thầy sẽ lấy luôn cái tên đi, tại vì vị trí của con tên này thì thầy sẽ lưu cái tên đó, sẽ là copy từ cái tên cái vị trí á, từ cái vị trí này tên một đi, tên một tức là thầy sẽ lấy ví dụ như Trần Quốc Hoài thì sẽ lấy cái Trần, thầy lấy Trần. Như vậy tên một là thầy sẽ copy cái tên này từ vị trí 0 đến cái vị trí này, đến cái vị trí và thầy chấm phẩy thì thầy có cái tên một là từ Trần, Trần với dấu cách. Còn nếu mà em không muốn cái dấu cách đó thì em sẽ là vị trí trừ đi 1. Không muốn dấu cách đó, ví dụ như thằng Trần này dấu cách đầu tiên đó, nó sẽ phát hiện ra là số 4 ha, số 4. Rồi thầy sẽ write cái này ra thử coi, write cái tên một này ra thử coi để coi ra cái gì, tại vì thầy không biết là cái position này mình copy từ đây tới từ 0 đến cái vị trí của nó đó, thì vị trí của nó trả về là nhiêu. Thầy thử coi cái position thử coi. Nếu mà không tìm thấy thì trả về 0. Nếu mà tìm thấy thì sẽ trả về thứ vị, quý vị cái vị trí là bao nhiêu. Rồi thầy hiểu rồi. Như vậy dấu cách này nó sẽ trả về vị trí là 1, 2, 3, 4. Được không? Trả về vị trí là 1, 2, 3, 4 và 5. Nó trả về số 5. Như vậy thầy chỉ cần lấy từ số 1 đến số 4 mà thôi. Và cái hàm copy á, cái hàm copy là từ vị trí thứ mấy cũng vậy. Từ vị trí thứ 5 là 1, 2, 3, 4, 5 là cái chữ đầu tiên của vị trí thứ 5 nè. Đến 6 ký tự ra tới đây. Được không? Rồi thì hiểu rồi. Như vậy là mình sẽ copy từ gì? Nếu mà này nè nó trả về giá trị là 5 thì mình sẽ copy từ 1, 2, 3, 4 thôi, tức là 5-1. Mình sẽ copy từ vị trí thứ nhất đến 5-1. Từ cái vị trí thứ nhất nè. Từ cái 1 đến 5-1. Được không? Từ 1 đến 5-1 và thầy viết ra thử. Ở đây thì thầy sẽ khai báo vài cái hàm. Variable vị trí là 2. Integer. Và cái tiếp thầy khai báo là tên 1 2. Là string. Tên 1 là thầy đã tách cái tên ra. Repeat cho đến khi cái vị trí bằng 0, tức là nó lấy tên 1 này nó viết cái tên ra. Và nó làm cho đến khi nào mà vị trí của này nó là 0 thì nó dừng. Và thầy chạy thử ha. Thằng này nó không tới 0 rồi mấy em. Nó không tới 0. Thầy gọi cái hàm đổi vị trí của này, nó xuất ra cái Trần. Nó xuất ra cái Trần mà nó Trần hoài, nó không về 0. Repeat này cho đến khi nào cái vị trí của nó tại vì nó Trần Quốc Hoài ha, đầu tiên nó lấy Trần Quốc Hoài, cái là cái vị trí nó sẽ là số 5, tại vì nó là Trần mà, cái tên nó sẽ copy từ này nó ra. Thầy sẽ phải dấu chấm thử rồi, thầy chạy thử rồi. Như vậy là copy đúng như mình muốn nè, lấy chữ Trần ra nè, nhưng mà nó cứ lặp đi lặp lại hoài là lý do gì? Lý do là tên nó vẫn sao? Tên này nó vẫn sao? Nó vẫn còn là tên thôi. Thầy chưa đổi. Như vậy thầy chỉ là test thôi. Cái tên 1 nè, ... Rồi, tức là mình lấy đúng cái từ Trần ra rồi. Rồi mình sẽ lưu vào. Khi mà mình có tên 1 rồi đó, mình muốn tên lúc này á, nó sẽ tách cái từ Trần ra. Thì thầy sẽ delete. Cái tên này từ cái vị trí thứ nhất đến cái gì? Đến cái gì? Đến cái vị trí từ cái số 1 cho đến cái vị trí mà mình cần ấy. Thì lúc này nó là cái gì mấy em? Từ 1 đến 5 là sao? Từ cái vị trí đầu tiên là từ 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5, từ vị trí thứ 1 và ở này là 5 ký tự. Là 5 ký tự là xóa từ đây tới đây. Thì mình chỉ còn Quốc Hoài Sau đó nó sẽ lặp lại cái vị trí, nó sẽ tìm trong tên. Tên lúc này nó sẽ bị thay đổi rồi hả? Tên lúc này nó đã mất từ Trần rồi, và mất dấu cách ở trước Trần rồi, thì sẽ đảo về cái này. Và đến khi nào đến tận cùng thì nó dừng. Đến tận cùng thì nó dừng. Rồi như vậy là thầy có cái biến tên một này. Thì khi mà lấy cái tên một này ra, thầy sẽ xử lý nó là thầy sẽ đưa nó vào trong một cái array s tên đi, tức là split tên ra, đó là array of string. Rồi split tên ra là array of string. Rồi thầy sẽ lấy cái s tên này ở vị trí thứ tự hai chấm bằng tên một chấm phẩy cái. Nhưng mà trước khi ấy cái thứ tự đó, ha, trước khi ấy thứ tự đó, thầy set len cho nó, set len cho cái s tên này là cái thứ tự cộng đi một, và thầy chấm phẩy cái. Và khi mà chạy chương trình này á, thì thầy sẽ thứ tự hai chấm integer và bằng một chấm phẩy cái. Thứ tự là integer và thứ tự nó bằng một. Rồi, được không? Rất là đẹp ha, rất là đẹp. Nó như vậy cái thầy là đúng rồi đó. Cái thứ tự là set len cho thứ tự, set len cho tên, rồi xong cái set thứ tự tên. Rồi thầy sẽ sau khi repeat xong á, thầy sẽ lưu hết tất cả những cái trước cái dấu phẩy này á, những dấu phẩy nằm á, xong á thầy sẽ for y hay chấm bằng. Ở đây thầy sử dụng thêm cái biến y ha, thầy sử dụng thêm biến y thì thầy đổi y lại integer bằng 0, tại vì mình phải set lại, phải set lại cái, còn không khỏi set cũng được. Y hay chấm bằng cái len, tại vì thầy sẽ muốn là cái Trần, cái Trần thầy lưu nè, cái Quốc thầy lưu nè, cái Hoài thầy lưu nè, lưu theo tự là 0 1 2. Như vậy muốn đảo ngược á, thì thầy phải là 2 1 0. Như vậy thầy phải lấy cái len của cái s tên này trừ đi một, down to tức là chạy về 0, và thầy đu, hiểu không? Thầy sẽ đi từ số 2 nè, rồi tới 1, rồi tới 0. Đu gì? For y bằng này, down to 0 đu, begin và thầy end. Và lúc này thầy sẽ xuất ra cái đổi vị trí tên của thầy á, đổi vị trí tên hai chấm cộng bằng, chứ cộng bằng đổi vị trí tên sẽ thêm vào cái s tên của cái vị trí thứ y này, s tên của vị trí thứ y này, tức là s tên 2, s tên 1, s tên 0. Ở đây có s tên rồi. Và sau đó thì muốn có cái dấu gì? Có cái dấu dấu cách một cái, tức là Hoài, rồi cách cái Quốc, rồi cách cái Trần. Nhưng mà mấy em sẽ thấy một cái điều phức tạp đây, tại vì khi mà Trần á, là vị trí cuối cùng thì sao mấy em? Thì thằng này nó có dấu phẩy không? Có dấu này không? Không, vị trí cuối cùng thì không có dấu phẩy. Như vậy á, thầy sẽ phải làm một cái hàm check if mà y nó khác 0, nó khác 0, thì đổi vị trí này nó sẽ thêm cái dấu gì? Cộng bằng cái dấu phẩy, dấu cách một cái, chấm phẩy một cái, được không? Nó đổi vị trí nó sẽ là Trần, rồi nó sách là nếu là 2 á thì nó sẽ thêm làm sao dấu cách. Quốc là 1 á, nó khác 0 nè, cái thêm dấu cách. Còn Trần á là y nó làm sao? Y bằng 0, y bằng 0 thì nó không thêm rồi thôi. Đó. Thầy sẽ for này, thầy begin. Rồi sau khi xong hết đó thì thầy sẽ viết ra, thầy sẽ viết ra cho mấy em coi thôi, chứ thực sự là cái hàm này là một cái hàm ha, thằng này là một cái function, một cái function, cho nên đó, nó sẽ trả về cái giá trị là string này, và nó sẽ xuất vào đây tên đảo ngược này, được không? Xuất vào cái tên đảo ngược, rồi thầy sẽ viết ra, rồi thầy chạy thử cho mấy em coi. Tên này 255 đi, tại vì hình như cái delete này nó không chịu cái thằng 255 á, không cho luôn hả? không có tên hay chấm bằng được không? Tại vì cái hàm delete này là xóa cái tên mà. Cái này là procedures chứ không phải là một cái hàm. Đây một cái procedure cho nên mình không có lấy tên hay chấm bằng được. Chừng nào là cái function đó, thì mình sẽ lấy tên hay chấm bằng copy gì đó. Được không? Còn này là cái hàm cho nên mình chỉ gọi cái hàm là delete. Delete tên ở cái vị trí từ 1 đến cái đó thôi nha. Rồi chạy, lúc này nó mới đúng á. Chà, nó xuất ra mấy cái này là cái gì ta? Nó xuất ra rỗng rồi mấy em ơi. Đảo vị trí tên nó xuất ra rỗng rồi. S tên ý thứ tự. Cái hàm copy này sẽ trả về một cái string. Đúng rồi mà ta. Nè, tên 1 thì bằng copy của này. Set length của S trên thứ tự cộng 1. À, thằng thứ tự này bằng 0. Thứ tự ban đầu nó bằng 0. Thì mình mới set được, không thì sao set. Làm lại. Thứ tự ban đầu bằng 0. Nó cũng lỗi luôn, thứ tự ban đầu bằng 0. Set length của thứ tự cộng thêm 1. S tên của 1 thì nó bằng tên 1 và delete tên từ 1 đến cái vị trí đó. Cho đến khi nào đó thôi. Rồi thầy sẽ viết thử ha. Để viết thử S tên ở cái thứ tự là nhiêu ha. S tên ở thứ tự là nhiêu, viết thử ra cho mấy em coi thử. Mình đang debug đó, là mình coi cái chương trình nó có lỗi ở đâu không á. Trần Quốc mà thiếu thằng Hoài. Trần Quốc mà thiếu thằng Hoài ở đây. Thiếu thằng Hoài ở đây. À thì quên. If vị trí bằng 0. Này if cái vị trí á, nó bằng 0 quá ha. Nếu vị trí bằng 0 á thì nếu vị trí bằng 0 á thì cái tên 1 này á, cái tên 1 này của chúng ta sẽ bằng tên luôn. Còn 0 á thì mình sẽ phải copy cái vị trí đó và mình delete cái tên đó và mình end, hiểu không? Rồi tại vì cái biến này á, sau khi mà làm xong hàm if này mình sẽ có cái tên 1. If cũng có tên 1 mà em cũng có tên 1 thì nó sẽ set length và nó ấy này luôn đó. Này thì nó mới hợp lý. Tại vì hồi nãy nó ra từ Hoài á, thì nó ra 0, nó không có lưu vào biến. Chạy thử ha. À thằng này mình chưa khai báo mà. Mình chưa khai báo. Mình phải khai báo nữa. Đó là mình mới chạy rồi. Này chạy là ngon lành ha, ngon lành luôn. Đó. Trần Quốc Hoài. Đổi vị trí. Gì kỳ đó. Đầu tiên là Trần Quốc Hoài nè. Sau đó cái hàm này là hàm gì? Hàm xuất á, right đổi vị trí ra là từ Hoài. Ủa sao không phải là Hoài Quốc Trần? Thằng này thầy mong muốn nó ra là Hoài Quốc Trần nè. Rõ ràng là Hoài. Có dấu cách. Coi thử coi. Tức là mình đã lưu vào rồi. Mình đã lưu vào S tên theo thứ tự là ok rồi. Mình lưu nó vào rồi nha. Lưu nó vào rồi. S tên đã có rồi. Bây giờ thầy for y hay chấm bằng length của S tên trừ 1 down to 0. Thầy begin và thầy end. Đổi vị trí cộng bằng. Không lẽ ngay từ đầu á, mình sẽ cho đổi vị trí gì? Đổi vị trí hay chấm bằng rỗng trước cái đã. Đổi vị trí là rỗng. Sau đó đó mình sẽ đổi vị trí, nó sẽ cộng thêm cái S tên thứ y là Hoài. Nếu mà khác không thì điểm đó. Rồi viết nó ra. Rồi ok. Được. Coi coi Hoài Quốc Trần coi. Gì sao ra Hoài không vậy? Chắc thầy viết cái này ra quá. À. Rai. Rai Esten. Cứ y ra luôn. À quên chấm phẩy. Rai ra luôn. Coi thử coi Esten thứ y là gì. Hoài Hoài. Ủa sao Hoài Hoài không vậy? À, như vậy là cái hàm setLength của cái Esten nó bị lỗi rồi. Cái hàm setLength này nó bị lỗi rồi. À, lỗi ở chỗ là thứ tự. Mà thứ tự gì? Không cộng thêm. Thì toàn là set thứ tự là 0 không hà. Không cộng thêm gì hết trơn hả? Thứ tự ban đầu là không, set thứ tự là gì? Cộng thêm. Rồi ok. Được rồi, được rồi. À, mấy này viết nhiều nó mới quen chứ. Viết kém quá, kém quá. Rồi Hoài Quốc Trần, ok ha. Hoài Quốc Trần. Rồi bây giờ vấn đề kế tiếp á, ở video sau thầy đã viết cái hàm đổi vị trí tên rồi. Video sau á, thầy sẽ có dữ liệu ở trong danh sách học sinh luôn rồi. À, như vậy thầy sẽ phải là lướt qua cái danh sách học sinh này, lướt qua danh sách học sinh này và thầy sẽ coi coi thằng nào đứng trước, nào đứng sau, thầy sắp xếp ra và thầy lưu vào một cái record là danh sách học sinh đã sắp xếp. Lưu vào cái record danh sách học sinh đã sắp xếp rồi sau đó thầy sẽ xử lý sau. Thầy sẽ delete cái hàm rely này. Rồi thôi chào các em.